Trưa 27 tháng 10, công an xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải đột kích bắt quả tang một số đối tượng tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền tại khoảng đất trống ở ấp Thuận Điền. Địa điểm này được hình thành cách đây không lâu nhưng đã tạo dư luận xấu trong cộng đồng, khiến người dân địa phương bức xúc. Trên cơ sở tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã đã đột kích bất ngờ vào tụ điểm và phát hiện quả tang một số đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn tiền. Ngay thời điểm phát lệnh tấn công vào tụ điểm, các đối tượng bỏ chạy và kịp thời tẩu tán số tiền mặt mang theo trong người dùng để đá gà ăn tiền. Qua truy đuổi lực lượng bắt giữ ba đối tượng gồm Trần Văn Tiến sinh năm 1968, Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1986, cùng ngụ xã Long Điền Tây và Phạm Văn Úc sinh năm 1953, ngụ ở xã Điền Hải. Tang vật thu giữ gồm hai con gà trống, bốn cặp cửa sắt, một cân đồng hồ và một số tang vật khác. Tại buổi làm việc với lực lượng công an xã, ba đối tượng thừa nhận hành vi đá gà ăn tiền và cam kết sẽ không tái phạm. Qua đó, công an xã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, mỗi đối tượng là 1 triệu 500 ngàn đồng đồng thời tiến hành lập hồ sơ để mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan